Việt Nam xin cảm ơn quý vị rất là mau. Chúng ta lại bước vào phần 4, phần cuối của cái buổi nói chuyện hôm nay với nhạc sĩ Sĩ Đan. Việt Nam và nhạc sĩ Sĩ Đan đang nói đến quan niệm sống và cách nhìn của một người nhạc sĩ qua những cái sự thay đổi đời sống mà chính mình đã trải qua. Nhạc sĩ Sĩ Đan, thế thì bây giờ cái chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân đó mang đến cho Sĩ Đan cái sự suy nghĩ gì? Thì như quý vị, nếu quý vị không phải trong là người Công giáo thì quý vị cũng biết, nhưng mà Sĩ Đan là người Công giáo Catholic, thì cái chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân này thì nó là một cái chương trình rất là hay nha quý vị. Và nó, tại vì như quý vị biết là trong một cái cuộc sống gia đình vợ chồng á, lâu năm rồi, những cái chuyện chúng ta thấy ở bên Mỹ có những cái chuyện chẳng hạn như divorce, chia tay, hoặc là những cái điều mà nếu mà quý vị là người Công giáo, đôi khi chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghe lời cha giảng, nó cũng không có work out giữa hai cái sự, nếu mà hai vợ chồng có cái sự hiềm khích hoặc lâu năm rồi thì cái communication, rồi con cái, những cái sức nặng đó nó gánh nặng lên và nó làm cho cái tình cảm nó càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Thì cái chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân này nó hâm nóng lại cho tất cả. Đây là cái chương trình không phải là dành cho những người Catholic mà dành cho tất cả những người. Thì Sĩ Đan nghe nó cũng hay, cho nên Sĩ Đan và hai vợ chồng Sĩ Đan nói thôi, mình cũng thật sự không có problem gì mà mình cũng thấy hay thì mình cũng nên join. Thì sau khi join đó thì mình thấy đây là một cái chương trình tốt, và sau đó thì tụi Đan mới họp lại thành một cái liên gia, thì những cặp vợ chồng nó mới họp lại được mười mấy cặp, họp lại thành cái đó gọi là liên gia Luca. Thì cũng giống như nãy Sĩ Đan trình bày đó, và tất cả những anh em mới ngồi nói tại sao chúng ta bỏ thời gian đó, chúng ta party, chúng ta hội họp mà chúng ta không có sử dụng cái thời gian này làm một việc tốt hơn. Thì từ cái ý nghĩ đó cho nên là hội từ thiện St. Lucas ra đời. Và đây là bây giờ là công việc mà hầu như là Sĩ Đan dành cho nó rất là nhiều, và một trong những cái điều mà Sĩ Đan rất là cảm nghiệm và rất là hạnh phúc khi được làm công việc từ thiện, tại vì Sĩ Đan biết đây là công việc không phải dễ dàng thế nào. Thưa quý vị, như Phiến Hà đã nói đó, nhạc sĩ Sĩ Đan vừa tổ chức một cái chương trình charity, là gây quỹ từ thiện, gây quỹ để là lấy tiền giúp cho một số các em rất là trẻ em Việt Nam nghèo, không có cái cơ hội để được giải phẫu tim tại Việt Nam, và qua các chương trình của các sơ và các cha ở Việt Nam. Thế thì qua cái những cái kinh nghiệm mà mình đã làm được, thì cái điều gì mà chị đang cảm thấy an ủi nhất? Thưa với quý vị khán giả và với Phiến Đan, như Sĩ Đan nói, công việc từ thiện nó không có dễ giống như mình nghĩ. Giống như là tất cả nhà anh em trong hội nghĩ từ cái lúc đầu mà chúng ta đặt cái nền móng đầu tiên cho cái St. Lucas á, là sẽ, tại vì Phiên Đan biết không, sẽ có những cái lời nói ra nói vô, chẳng hạn như ông này nhạc sĩ, ca sĩ, biết bây giờ tại sao bây giờ ca sĩ đi làm từ thiện, có nhiều cái question lắm. Mà riêng đối với Sĩ Đan thì Sĩ Đan hoàn toàn hãnh diện, và Sĩ Đan hoàn toàn phải nói là hãnh diện về những cái điều mà mình đã lựa chọn làm. Cái con đường làm từ thiện nó không dễ dàng đâu, Phiên Đan. Và nó rất là nhiều những cái mâu thuẫn, và rất là nhiều cái động chạm, và rất là nhiều cái hiểu lầm. Nhưng mà qua 2 năm làm việc cho St. Lucas thì Sĩ Đan lại học được thêm một bài học lớn nhất, lớn hơn, phải nói lớn nhất trong cuộc đời của Sĩ Đan. Đó là giống như lời Chúa dạy, là mình đừng nên bao giờ đem mình lên cao. Tại vì khi mình đem mình lên cao có nghĩa là mình hạ mình xuống. Đó là tính khiêm nhường và tính nhường nhịn. Và cái tính đó Sĩ Đan nghĩ chưa bao giờ có ở một người nhạc sĩ. Tất cả những nhạc sĩ đều nóng tính, rất là nhiệt tình nhưng mà rất là nóng tính. Thì sau khi mà làm việc cho từ thiện được 2 năm thì cái nóng tính nó không còn nữa. Vâng, thưa quý vị, nghe nhạc sĩ Sĩ Đan nói thì chúng ta sẽ phải đào sâu vấn đề mà nhạc sĩ Sĩ Đan nói ngày hôm nay. Vậy thì để trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta còn phần 2 buổi nói chuyện với nhạc sĩ Sĩ Đan, thì trước khi kết thúc chắc có lẽ là phải hỏi nhạc sĩ Sĩ Đan, anh có cái món quà đầu năm gì cho quý khán giả của chương trình không? Vâng, thưa quý vị, thì thật sự Sĩ Đan không có món quà hết, ngoài một cái lời mà nhắn gửi cho quý vị, và cũng giống như là một cái ca khúc. Vậy thì mời quý vị thưởng thức ca khúc Trái Tim Mù Lòa của nhạc sĩ Sĩ Đan.
đúng không? Vâng, Con tim mù lòa sáng tác cách đây cũng đúng 20 năm rồi, thưa quý vị. Xin mời quý vị thưởng thức và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phỏng vấn nhạc sĩ Chị Đang vào phần 2 của chương trình kỳ tới Phía Nam. Và chị Đang tạm biệt quý vị.